Xin chào các bạn, hôm nay bác sĩ Bảo xin giới thiệu 3 lời khuyên dành cho những F1, F0 được cách ly tại nhà. Như chúng ta đã biết, dịch ngày càng bùng phát và lan rộng. Chính vì vậy, tỷ lệ nhiễm trong cộng đồng, nhất là F0 và F1 thì rất là cao. Theo phân loại của Bộ Y tế, một số trường hợp F0 triệu chứng nhẹ đã được cho phép cách ly tại nhà với điều kiện là đầy đủ các cái điều kiện cần thiết. Và bởi vậy, khi ở nhà tức là đã bị một sự ràng buộc nhất định, vậy thì cái tâm lý có sự xáo trộn. Bác sĩ Bảo đưa ra 3 lời khuyên tâm lý dành cho F0, F1 khi cách ly tại nhà. Một khi bị cách ly và điều trị tại nhà thì tâm lý chung sẽ có sự buồn, lo lắng và hoang mang. Tuy nhiên, chúng ta cần giữ cho sức khỏe tinh thần thật là thoải mái để hỗ trợ tăng sức đề kháng, giúp cơ thể mau khỏi bệnh. Đấy cũng là một nhiệm vụ để giúp cho sức khỏe tinh thần người bệnh cần phải lưu ý đến 3 yếu tố. Thứ nhất là về hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Thứ hai là duy trì những thông tin với xã hội. Và thứ ba là tâm lý mình phải vững vàng, ổn định. Sự phối hợp của 3 yếu tố trên giúp cho F1, F0 lạc quan suy nghĩ tích cực hơn. Thứ nhất về duy trì lịch sinh hoạt hàng ngày. Thì người bệnh, người cách ly tại nhà cần chú ý duy trì lịch trình sinh hoạt hàng ngày đều đặn như thông thường. Khi thay đổi lịch sinh hoạt thường ngày thì bằng các thói quen thức khuya dậy muộn hoặc sẽ khiến cho cơ thể stress nặng. Nếu thường ngày lịch sinh hoạt dậy, đi vệ sinh, ăn uống vào giờ nào thì cứ duy trì như vậy. Ngoài ra, người bị F0, F1 cần tuân thủ quy định cũng như hướng dẫn cách ly tại nhà để đảm bảo sức khỏe. Ngoài ra, người bị F0, F1 cần tuân thủ quy định cũng như là hướng dẫn cách ly tại nhà để đảm bảo duy trì được sức khỏe tốt. Thứ nhất là phải tuân thủ cái nội quy. Thứ hai nữa là thực hiện đúng hướng dẫn của bác sĩ, theo dõi, giám sát và chế độ dinh dưỡng bổ sung vitamin C cũng như là các chất dinh dưỡng phải đầy đủ. Cố gắng vận động trong nhà, duy trì các bài tập nhẹ nhàng, sáng 30 phút, chiều 30 phút. Khi vận động, cơ thể sẽ tiết ra các chất có lợi cho tinh thần, giữ nhịp vận động. Về yếu tố xã hội, thì tuy bị cách ly tại nhà, nhưng người bệnh tùy theo sức khỏe nên có sự tương tác với xã hội, với những người xung quanh. Và nên kết nối với người thân, bạn bè để có cuộc gọi online, trao đổi thông tin, giúp cơ thể giải tỏa được các cái vấn đề của bản thân và duy trì sự kết nối, làm cho tinh thần nó thoải mái hơn. Với các F1 cách ly, nếu vẫn còn công việc, có thể duy trì công việc làm từ xa, làm online, điều đó rất là tốt cho sức khỏe tinh thần. Về tâm lý, thì nên giữ tâm lý mức độ ổn định cho nó thoải mái, lạc quan, giảm lo âu, vượt qua bệnh tật. Để giữ vững tâm lý thoải mái, lạc quan ấy, và giảm lo âu, vượt qua bệnh tật thì cần lên một cái lịch xây dựng các hoạt động tinh thần, tách sự chú ý của bản thân vào bệnh tật. Các F0 nhẹ, F1 cách ly tại nhà, ngoài các hoạt động chăm sóc cơ thể, có thể lên lịch làm các việc nhẹ nhàng, thư giãn như đọc sách, trồng cây, tưới nước, chăm hoa để thư giãn tinh thần. Ngoài ra, quan trọng nhất ấy, để giữ tâm lý khỏe là phải ngủ đủ giấc. Ngủ đủ giấc nên vận động nhẹ nhàng 2 tiếng trước khi ngủ, tắm nước ấm hoặc thư giãn để dễ ngủ. Đặc biệt nên tắt các thiết bị điện tử như điện thoại, iPad trước khi đi ngủ 30 đến 1 tiếng, 30 phút đến 1 tiếng. Nằm trên giường xem, nghe, đọc các tin tức về dịch. Ngoài ra, đối với trẻ em cách ly tại nhà cần tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, nhiều đồ chơi để trẻ vui chơi, tránh việc sử dụng điện thiết bị điện tử quá lâu. Trên thực tế, trong thời gian cách ly tại nhà có nhiều trẻ em cũng như người bị cách ly đã dùng điện tử, các thiết bị điện tử là quá lâu, điều đó là không tốt cho yếu tố tâm lý. Trên đây, bác sĩ Bảo đã đưa những thông tin rất quan trọng dành cho những F0, F1 cách ly tại nhà để duy trì tốt sức khỏe, các bạn cần theo dõi và áp dụng. Nếu các bạn thấy thông tin này hay thì hãy like, đăng ký kênh của bác sĩ Bảo để tiếp tục theo dõi những tin tức mới nhất. Bác sĩ Bảo, người trao thông tin, xin chào.